mẹ con xấu số bỏ bà mà đi. May mà còn có con, bà sống được đến ngày hôm nay là nhờ có con đấy. Con sẽ ở bên bà, ở bên bà suốt đời để chăm sóc bà. Bà là nhà, nơi con luôn mong được trở về. Mọi cơn bão sẽ dừng lại sau cánh cửa. Sương ơi! Sương! Bà ơi! Bà! Sương ơi! Bà vào trong nhà đã! Cái Duyên nó sắp về rồi đấy bà! Tôi phải đi tìm cái Sương! Nó đi đâu mà mãi không thấy nó về! Cái Sương nó mất lâu rồi! Sao bà không nhớ à? Tôi vừa thấy nó ở đây mà! Tôi chạy vào nấu cái gì cho nó ăn! Thì ra đây lại không thấy nó đâu cả! Sương bà, ơi! Bà ơi! Sương! Bà đi vào trong nhà Sương. Đó bà! Bà ơi! Bà vào nhà đi ạ! Cô là bạn của Sương à? Dạ. Đây, cô biết nó ở đâu tìm về cho tôi với. Dạ vâng, bà cứ vào nhà đi, xong con đi tìm Sương về cho bà nhé. Này, cô ơi, cô cấm cho. Cho cảm ơn. Sương đi. Ơi. Đi mình vào trong nhà xong rồi con đi tìm ạ. Đây, vào trong này nghỉ bà nhé. Bây giờ mình cứ vào trong này ngồi nghỉ Sương xong đâu con đi rồi? Tìm Sương ạ. Cô thấy đợt này bà hay lẫn lắm, cháu thử hỏi bác sĩ xem sao. Dạ. Hôm qua cháu có nói chuyện với bác sĩ về tình hình của bà. Bác sĩ bảo phải theo dõi bà hàng ngày, tại vì bệnh này phải điều trị lâu dài cô ạ. Cháu cảm ơn cô vì thời gian qua đã giúp cháu chăm sóc bà ạ. Ngày mai cô phải vào Nam thăm con gái. Cháu phải tính nhờ ai để ý chăm sóc bà. Dạ vâng, cháu sẽ ở nhà chăm sóc bà ạ. Lúc nãy cháu đi chợ, có người bạn đến tìm, còn hỏi đường ra mộ mẹ cháu để thắp hương. Bạn của cháu ấy ạ? Bạn ấy tên là gì đấy hả cô? Bạn gái tên là Giang. Thế à? Hồi nhỏ bà có mang về cho em một cuốn tạp chí kiến trúc. Và từ đó, em cũng có ước mơ trở thành kiến trúc sư. Con người là một phần của tự nhiên, thế nên những gì con người tạo dựng nên cần gần gũi với thiên nhiên thì mới bền vững, trong đó có kiến trúc. Bạn vừa ra trường rồi đúng không? Công trình đầu tiên tôi thiết kế sẽ là một khu vệ sinh dành cho những đứa trẻ vùng cao. Thiết kế tốt, đến từ người kiến tạo tốt, mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng những giải pháp hay. Sao hai đứa cứ dính vào nhau thế? Mẹ muốn hai đứa giữ khoảng cách. Cô đến gặp những người đó chỉ vì bản thiết kế ấy à? Tôi không muốn có bất kỳ cơ hội gì từ anh cả. Phải có nỗ lực vì những đứa trẻ Cao Sơn hay là vì sự hiếu thắng của bản thân mình? Có phải cô ấy giống anh một thời
cho nên anh muốn phủ nhận, đúng không? Nếu tôi ở vị trí của anh thì tôi sẽ không nhân danh bất cứ thứ gì để ngăn cản người khác đấu tranh cho ước mơ của họ. Sương đâu rồi? Sương ơi! Sương! Sương ơi! Sương! Sương đi đâu rồi? Sương! Sương ơi! Sương! Chào chào bà. Ôi! Con! Con về rồi à? Có thật con không? Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Mẹ chờ, chờ mãi con ạ. Dạ. Bà ơi, cháu là Giang, bạn của Duyên ạ. Có lần cháu đã về đây rồi đấy ạ. Ừ, về được là tốt rồi. Mẹ không mắng con nữa đâu. Mẹ hứa. Cô thấy đợt này bà hay lẫn lắm. Cháu thử hỏi bác sĩ xem sao. Dạ. Hôm qua cháu có nói chuyện với bác sĩ về tình hình của bà. Bác sĩ bảo phải theo dõi bà hàng ngày, tại vì bệnh này phải điều trị lâu dài cô ạ. Cháu cảm ơn cô vì thời gian qua đã giúp cháu chăm sóc bà. Ngày mai cô phải vào Nam thăm con gái. Cháu phải tính nhờ ai để ý chăm sóc bà. Dạ vâng, cháu sẽ ở nhà chăm sóc bà ạ. Lúc nãy cháu đi chợ, có người bạn đến tìm, còn hỏi đường ra mộ mẹ cháu để thắp hương. Bạn của cháu ấy ạ? Bạn ấy tên là gì đấy hả cô? Bạn gái, tên là Giang. Thế ạ? Đúng là mọi thứ đã thay đổi quá nhanh. Thế nhưng không phải là em không có gì để nắm lấy. Em phải bám víu vào đâu hả anh? Vào tình yêu mà bố mẹ dành cho em. Bố, mẹ, nhưng họ không phải là những người sinh ra em mà. Anh có nghe chú Thắng kể lại mọi chuyện. Mẹ đã biết chuyện này một tuần sau khi em sinh ra đời. Nhưng mẹ đã yêu thương chăm sóc em thế nào? Em cảm nhận được chứ? Cho đến khi biết chuyện này, em luôn nghĩ mẹ là người mẹ tốt nhất trên thế gian. Mẹ đã nuôi em bằng tình yêu thật sự. Chính vì vậy mà em mới có cảm giác đó. Chính vì chuyện này làm cho em không thể chấp nhận được em không phải là con đẻ của bố mẹ.